vụ ba con gái đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên, người mẹ đã qua đời. Sáng ngày 14 tháng 12, một người thân trong gia đình xác nhận bà Vũ Thị Đều, người mẹ trong vụ việc ba con gái mang xăng đốt nhà ở Hưng Yên đã qua đời. Theo người thân, bà Đều tử vong vào rạng sáng cùng ngày sau gần 45 ngày điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cũng xác nhận chính quyền địa phương đã nhận được thông tin từ gia đình về việc bà Đều đã qua đời vào thời gian trên sau một thời gian điều trị tại bệnh viện. Hiện gia đình đang đưa bà Đều đi hỏa táng tại Hà Nội rồi mới đưa di thể về địa phương để tổ chức hậu sự. Trước đó, hai người con gái trong vụ việc gồm Đỗ Thị Định, con gái đầu sinh năm 1982 và Đỗ Thị Điểm, con gái thứ hai sinh năm 1988 cũng đã tử vong do thương tích quá nặng. Chị Đỗ Thị Đưa, 32 tuổi, con gái út, bị thương nhẹ nhất, vẫn đang được chăm sóc ở bệnh viện. Ngày 4 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Đến nay, chưa ai bị khởi tố. Thông tin vụ án thể hiện, ba chị em gái Định, Điểm và Đưa có mâu thuẫn với mẹ trong việc chia quyền thừa kế đất. Khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 10, ba con gái mang can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Lửa bùng lên mạnh khiến bà Đều và ba con gái bị thương nặng, tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Theo chính quyền địa phương, nhà bà Đều có hai mảnh đất, một mảnh đất trong ngõ, mảnh đất còn lại ở ngoài mặt đường chính. Sau khi chồng mất, bà chia mảnh đất trong ngõ cho ba người con gái, mình bà và con trai ở mảnh mặt đường. Từ đó, mâu thuẫn gia đình bùng lên, nhất là khi bà Đều và con trai xây nhà mới. Cuối năm 2020, người con gái út đã gửi đơn đề nghị lên Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa để giải quyết về việc phân chia thừa kế với lý do đất đai bố để lại là tài sản của cả ba chị em, nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng riêng.